chưa bao giờ cháy to như thế này ở mình. Sợ. Trên đỉnh kho trường béo nó cháy ra bây giờ không biết hàng bao nhiêu cái nhà mới là quầy rồi cháy hết sạch. Nếu biết có lan vào kho trường béo không à. Bà con Ninh Hiệp này nào dính phải thì coi như là hết Tết luôn rồi. Kia chả biết an toàn không, cứ đứng gần thế kia. Trường béo đang chạy vải quá loạn này, chuẩn bị bao nhiêu hàng rồi, không biết là hàng của nhà nào rồi. Này có 100 xe cứu hỏa về không làm gì được. Một mình anh giữa biển lửa quá.
Trường Béo rồi, đang chạy vào đây. Dân nhiều đang chạy phải quá loạn nhiều, không biết có chạy được không nhiều. Cái nhà đằng sau nó mà lan ra thì không biết thế nào. Phá hết một dãy nhà luôn, bỏ luôn một dãy nhà, cứu cháy. Đang phá nhà để bốc vải ra. Ba Gia, đang ở Ba Gia nhá. Cháy cháy kho ga nhà Sơn Thủy bây giờ đang lan ra 20 nhà rồi. Hơn 20 nhà rồi. Này không chạy đi còn cứ đứng trên mái nhà, lửa sắp tới người rồi. Đây là ngõ Trường Béo nhá. Bây giờ nó lan mấy chục nhà rồi. Ở chỗ Ba Gia nhá. Ba Gia anh ơi, cũng phải. Dốc Ba Gia luôn, cháy từ dốc Ba Gia bây giờ lan ra tận gần ngõ nhà Trường Béo ở sát rồi. Sát kho ngõ Trường Béo. Không biết bây giờ nó cháy mấy chục nhà rồi. Mới đầu cháy có một cái kho, giờ nó lan ra nhanh quá. Thì bây giờ cứ ước tính từ đầu dốc Ba Gia bây giờ đi đến ngõ Trường Béo, hai cái ngõ mà bây giờ nó gần đến tận ngõ nhà Trường Béo rồi, bao nhiêu kho, bao nhiêu cửa hàng. Kho Trường Béo còn đang chạy vải toán loạn này.
phải nói là có nhà bác nào kho trên Ba Gia đoạn Mạn Trường Béo thì lên kiểm tra luôn nhá, không thì không còn cái gì cả nữa rồi, tầm này hết sạch rồi. Cháy chuẩn bị đến ngõ kho Trường Béo rồi đấy. Nhà bác nào kho gần đây thì cũng nên xem tình hình, xem có người nên xem kho thiết lý ra. Bác phụt nước kia có đi ngay không, không sát người rồi mà vẫn cứ đứng phụt nước, sợ bác quá. Cháy ở dốc Ba Gia nha. Nhà bác nào có kho trên Trường Béo thì chạy hết hàng đi nhá. Xe cẩu đang đến ngõ Trường Béo phá hết một dãy mình phải để cho nó đứng này. Em đang đứng trên đỉnh kho Trường Béo anh Khoa ơi. Quả lửa này thì đúng mà. Còn đang sợ bác ấy không biết có làm sao không, lửa đang gần tới rồi mà bác ấy vẫn bắt đầu giữ hết một dãy nhà bên phía Trường Béo.
Nhà nào dính thì năm nay toang luôn, ngày qua bao nhiêu nhà không chạy được luôn, nó lan mất hai ngõ rồi mà. Đang thì đang chuẩn bị lan đến ngõ Trường Béo rồi, bắt đầu lửa bắt đầu ngùn ngụt rồi. Tôi dốc. Tôi dốc bà già. Dốc Ba Gia nhá. Cháy lan rồi, cực nhà rồi, cứu hỏa mới tí. Chưa bao giờ cháy to như thế này. Mạnh ơi, đang ở kho quế và đang trông cái kho nhà, đang sợ nó lan đến nơi rồi, đến tận kho Trường Béo này là cách hai ngõ rồi. Bác kia đang cách một cái nhà nữa là bắt đầu đến chỗ bác ấy đứng rồi. Bác vẫn đang đứng cầm vòi phụt nước, bác phụt. Các nhà đang chạy vải, đang bốc vải lên xe này, chả biết có chạy được hết không đây. Dốc Ba Gia nhá. Đây à, đang phá cả tường để lấy vải ra này. Dốc Ba Gia, dốc Ba Gia nhá. Mấy chục nhà rồi chả cháy to à. Nó lan nhanh quá. Này có thêm mấy chục xe cứu hỏa về cũng không ăn thua. Đây này có một bác này đang cầm phụt nước à. Đây. Đứng giữa biển lửa luôn. Khói thì bây giờ không nhìn thấy cái gì luôn nữa. Phá tường để bốc hàng ra này, rất nhiều hàng luôn. Mong các bác chạy được hết chứ không. Mất hết Tết rồi. Cháy kho nha.
Quang Mạnh có cái kho vả, kho quần áo nào trên đây không Quang Mạnh ơi? Lên thăm đi không thì còn những cái liệt thôi Quang Mạnh ơi. Bảo ơi, tôi đang ở trên kho quế thám thính tình hình, đang đứng trên đỉnh kho Trường Béo, đang xem thế nào, đang gọi xe chạy hàng bớt rồi, sợ quá. Lửa này không dập được rồi, chỉ có phá hết các khu này thôi. Mai chỗ Ba Gia đây tự nhiên có một chỗ san phẳng rồi đó, mấy trăm mét vuông. Chắc đồ 7 cái xe cứu hỏa về rồi nhưng mà cũng không ăn thua. Tầm này có thêm phải 30 cái cứu hỏa nữa về cũng vất vả. Nửa như thế này hỏi dập được chưa, đến chịu. Cháy kho ga cho lan ra không biết hàng mấy chục kho vải nữa nhá. Cửa hàng luôn. Cháy mấy ngõ liền. Bà con đang chạy vải đây này, đập vào tường để chạy đây này. Mong chạy hết chứ không chết mất. Cháy ở chợ Ba Gia nhá, chỗ đằng dốc Ba Gia ấy, đầu ngõ Tâm Lộ ấy. Lại có thêm một vị nữa lên nóc nhà gần đống lửa, sợ quá. Người thì chắc là không bị làm gì nhưng mà hàng hóa thì chắc là nhiều người vỡ lợ rồi. Cái kho đang chạy lửa đang cháy to quá. Người thì có bốc lửa thì ngay bên cạnh luôn. Mấy chục người tranh nhau chạy này, giúp đỡ nhau. Nguyễn Hùng dốc Ba Gia chỗ đầu ngõ nhà đầu ngõ Tâm Lộ ấy anh. Cháy kho ga nhà Thủy Sơn nhưng giờ nó lan ra đến gần ngõ nhà Trường Béo rồi. Bác nào có kho gần Trường Béo thì lên chạy hàng đi. Chỗ bưu điện luôn đấy. Chỗ bưu điện luôn. Linh Hiệp nha. Lửa càng ngày càng to. Ôi. Rất nhiều hàng, mong bác chạy được hết hàng chứ không toang mất. Không biết đây là kho nhà ai. Trong ngõ nhà Trường Béo này. Kho
kho Trường Béo từ nãy đến giờ cũng chạy được độ khoảng 20 xe lam rồi, nhưng mà không biết là còn 100 xe lam nữa có hết hàng không đây. Rất nhiều hàng bên trong vẫn chưa chạy được, mà cháy chỉ còn cách một đoạn nữa thôi. Bắt đầu cháy to rồi, bắt đầu lan sang ngõ bên cạnh rồi, chết rồi. Bây giờ thì gió gì nữa bạn ơi. Đây này, nó mây đen bây giờ, nó khói bây giờ nó không thể điện thoại gọi được hết rồi. Quá rộng. Xe cứu hỏa chả thấy đâu, mưa to độ tầm 6-7 xe về đục hết nước rồi mà cũng không làm gì được, lửa vẫn cứ cháy to hơn, bắt đầu nó bùng lên rồi. Không biết cái kho bên kia có phải kho vải hay kho gì không, bắt đầu thấy cháy to lắm rồi. Cứu hỏa đến rồi nhưng mà vẫn thua. Cháy ở lĩnh kho vải nha. Toàn kho vải thôi. Các bác chạy được kho hàng này như không thì 30 người đang chạy kho hàng. Còn nhà bác nào đây, kiểu cháy rất kho, đang sát kho rồi. Vải xếp đầy ngõ luôn. Đầu ngõ kho Quế nha. À quên, đầu ngõ kho Trường Béo. Thì lạnh hanh khô như thế này càng dễ cháy. Ở đoạn bưu điện dốc Ba Gia Linh Hiệp nhá. Đang bắt đầu có biến lan, không biết có đến kho Trường Béo không đây. Rất nhiều người vào, cứu hỏa vẫn đang đứng ở bên ngoài nhưng mà không ăn thua kìa. Dốc Ba Gia Linh Hiệp nha. Bắt đầu lại lan thêm mấy nhà nữa rồi. Càng to.
ngũ quả có ở gần đây không? Có cái kho nào gần đây không? Chạy hàng nhanh đi chú ơi. Cháy về được gần một tiếng rồi. Điện thoại em quay nó cũng sắp sập nguồn đến nơi rồi. Các bác điện đang cắt hết toàn điện ở khu vực Ba Giao rồi nhá. Trường Béo các thứ là điện đã sập hết rồi. Cắt hết điện rồi. Lửa cháy to quá lại lan ra dây điện. Lửa không có xu hướng giảm, càng ngày càng lan, bắt đầu cháy rồi. Các cột điện nhờ. Dây điện này lại lan thêm cái kho bên cạnh nữa rồi. Vinh Lê Chốc Ba Gia, chợ Linh Hiệp. Nó lại bắt đầu lan ra ngoài mặt tiền. Không biết các bác mấy nhà ngoài mặt tiền chạy được hàng chưa? Hai bác trên mái nhà cũng biết sợ là cái gì, vẫn cứ đứng đấy phụt. Và có một bác đang đứng trên live stream rất gần đám lửa. Ôi, bác không biết sợ là gì luôn. Lan quá rộng. Vũ Tân mới có 6 cái xe cứu hỏa, 7 cái xe cứu hỏa đến thì ăn thua gì bây giờ. Lửa còn càng ngày càng cháy to. Lã đi về rồi nha. Cứu hỏa đến một tốp rồi, nhưng mà dập xong rồi nhưng mà không ăn thua. Lại một tốp nữa đang đến rồi nha. Dốc Ba Gia, chợ Linh Hiệp. Ra nhá. Chỗ gần kho, cách kho Trường Béo một ngõ. Anh Hiền ơi, ở chỗ đầu ngõ Tâm Lộ ấy, cháy kho ga nhà Thủy Sơn, giờ nó lan ra mấy ngõ, mấy chục nhà. Mong các bác chạy được vải chứ không tầm này thì cũng là không còn cái gì nữa. Xe cứu hỏa đang không biết mấy cái xe nữa đang về, đang đi ngoài. Cháy ở dốc Ba Gia, chợ Linh Hiệp nhá. Dốc Ba Gia, chợ Linh Hiệp. Bác này đứng đây là đúng một tiếng rồi, đứng trên mái nhà. Đúng
dốc Ba Gia luôn nha. Mà cháy vế đằng kho vải nha. Mạnh Hoạch bây giờ chắc là bây giờ nó sập hết sạch rồi chứ làm gì còn cái gì nữa, cháy sạch rồi. Ngõ Mạnh Hoạch không còn cái gì sất nhá. Hai ngõ bên cạnh cũng đang không biết còn cái gì không. Đâu em đang quay đây anh Hiền ơi, em đang đứng trên đỉnh kho Trường Béo anh Hiền ơi. Xe cứu hỏa đang về, đang dập tiếp rồi nhưng mà không biết thế nào. Bác nào ở Linh Nghiệp lên nhà cao tầng bây giờ nhìn lên trời là thấy là khói đen xì rồi. Bác kia không biết chạy được hết hàng chưa. 30 người vào trong kho bê vải ra gần một tiếng đồng hồ rồi. Vẫn thấy vác hàng ra ngoài rất nhiều hàng. Cháy quá rộng luôn, mấy chục nhà. Mấy xe cứu hỏa đang về, không biết là đang dòng nước vào cụt, không biết có ăn thua không, lửa vẫn càng ngày càng lan to. Bà con vẫn đang chạy hàng này, rất đông, hàng rất nhiều. Anh Khoa ơi, chắc là đợi nó cháy không còn cái gì chứ bây giờ dập cái gì. Cứu hỏa về em thấy nó cũng có vào cuộc, không có đâu. Bắt đầu nó đang lan sang cái kho bên cạnh đang cháy cây, sợ quá. Bác kia vẫn không chạy, vẫn đứng đấy. Chiếc bến lẻ bác thật sự luôn. Chỗ bác đứng với chỗ ngọn lửa cách nhau chắc độ 3 mét. Sợ thật. Nhà anh Khoa trong Ba Gia thì cũng dọa đây, vẫn đang đến chuẩn bị lan đến kho Trường Béo rồi anh ơi. Nhà anh chắc còn 10 cái kho nữa thì chắc kho nhà em chắc chết luôn. Quang Thắng chợ Linh Hiệp nha, chợ Ba Gia. Đây là biết đây là kho nhà bác nào đây. Rất nhiều người vào chạy hộ. 30-40 người chạy rồi. Một tiếng đồng hồ chưa chạy xong rồi. Rất đông.
cả các anh cứu hỏa cũng vào chạy cùng. Lửa đang rất to. Duyên Trang chỗ ao sen thì không tới được nhá, đây là trên cháy chợ vải nhá, không phải chợ đạn loạn quần áo nhá. Đây trên dốc Ba Gia chỗ đằng bưu điện cơ, không phải dưới sông Sáu đâu. Bác bên kia vẫn đứng đấy không chịu đi, vẫn đứng lấp ló ở chỗ tôn, sợ bác quá, lửa sát người rồi. Lửa đang lúc càng ngày càng to à. Cuối cùng bác cũng phải chạy à. Lửa bắt đầu càng xu hướng to hơn rồi. Ôi. Đi đến nhà bác Tiền với nhà bác Xuân Nhà thì còn cách xa hàng 200m nữa cơ. Đây đang chỗ kho Trường Béo đây này, nó đang cháy cái cây kìa, trụ trụ lụi luôn, sợ quá. Không biết con đàn đến kho Trường Béo không đây này. Kho Trường Béo đang chạy đây này. Nó ngay cách kho Trường Béo còn có một cái kho nữa thôi là tới rồi đây này. Lửa đoạn đầu kia bắt đầu lan thêm hai nhà, đoạn đây mới là bắt đầu đáng sợ này, đập sợ lao vào kho Trường Béo rồi, cách Trường Béo có một cái kho thôi. Còn vải là vải anh Khoa ơi, em độc sợ thì nó lan đến kho Trường Béo thì thôi, đúng là nó còn lan cũng mà quá nhiều luôn. Trường Béo ơi, nó mà lan đến Trường Béo thì nó lan sang kho Quế thì không mà chết. Đâu biết có dập được không này. Cháy ở chợ Linh Nghiệp bạn ơi, dốc Ba Gia. Lửa cháy quá to. Cứu hỏa chưa dập, chắc người dân đang chạy hàng. Đang bắt đầu cái kho đang chạy hàng, bắt đầu nó cháy đến nơi rồi. Người dân đang ở ngay cạnh luôn. Hết hàng chưa? Phá cả tường để chạy hàng. Xe cẩu vừa đến phá cả tường luôn. Ôi, lổ ga, lổ như bom luôn. Vẫn còn. Không biết ga nhà nào lổ ghê quá. Xe cứu hỏa bắt đầu mới bật lên để dập. Càng lúc càng cháy to, sợ quá.
đứng cách xa lửa gần 100m và vẫn thấy nóng. Co chợ Bà Gia thấy mấy nhà đang khóc các thứ rồi, chắc là cháy kho nhà mình rồi. Bây giờ đang đập tường để lấy vải như thế nào đây các bác, đang gì đây. Ôi, sẽ lan sang kho trưởng béo lắm. Ờ Bảo ơi, tôi đứng đây nó lổ bùm quá, tôi nghe ghê quá. Chắc là cháy bình ga trong nhà nào. Bên nhà bác này chạy xong vải chưa? Vải thì xếp đầy đường luôn, chưa có xe chở đi luôn. Càng lúc lửa càng to. Ta đứng trên đỉnh kho trường béo Chiến ơi. Đang đứng đỉnh kho trường béo đang xem tình hình như nào. Em cũng đang sợ đây anh Khoa, nó mà lan đến đây thì thôi đúng là chết hết luôn, không làm gì được. Ở tầm này gọi xe cũng không có xe để chạy cơ. Rất nhiều xe nam đang phục vụ những cái nhà cháy chạy hàng. Trường béo thì huy động lúc nào cũng 5-6 xe nam chở hàng liên tục luôn. Giờ mà nó để mẹ nó cháy kho trường béo nữa thì chắc là những cái kho quế đây coi như chết hết luôn, không làm gì được. Kho trường béo là lúc nào cũng 5 xe nam chạy vào, người bốc rất nhiều luôn. Nào mà cháy mà không chạy được thì chắc là xong luôn rồi, còn cái liệt rồi. Ôi, cách có một kho nữa là đến kho trường béo rồi. Không biết tình hình thế nào đâu. Sao anh Khoa? Đây kho trường béo bên vế bên đây liền kề đây, bên liền kề đây này đang cháy to lắm nè. Nó mà lan sang bên đây thì kho trường béo đây, đây là kho trường béo, đang đứng trên kho trường béo đây. Linh Hiệp bạn ơi, bảo an, Linh Hiệp nha. Xe cứu hỏa vẫn đang về. Đây này, sợ nhất là đám lửa này này.